giờ Sài Gòn. Hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em đang đứng trên con đường Điện Biên Phủ, ngày xưa là Phan Thanh Giản, bên tay phải của em là trường Marie Curie. Phía trước là ngã tư giữa con đường Điện Biên Phủ giao với Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày hôm nay. Con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa năm xưa là Công Lý. Đi thẳng hướng này thì chúng ta đi về ngã tư Hàng Xanh, xa lộ Biên Hòa. Và bây giờ là 9 giờ kém 10 phút ngày 3 tháng 3 năm 2023. Số cũng đẹp. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an, nhiều sức khỏe và niềm vui. Em chỉnh cái camera một chút xíu. Sài Gòn mình những cái ngày sắp tới và kể cả ngày hôm nay thì nắng gắt lắm, nắng khá là gắt. Bây giờ thì em xuất phát ở cái vị trí này, mời cô bác anh chị chạy về con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Công Lý thì chúng ta hướng về phía trường. Ngày hôm nay thì bắt đầu khởi công cái con đường nối với cái nhà ga T3 từ con đường Trần Quốc Hoàng hay chỗ công viên Hoàng Văn Thụ. Ngày xưa là cái bãi đáp trực thăng dã chiến đó. Từ ngay vị trí đó chạy về cho tới đường Trường Chinh, đi tới cái chỗ nhà ga T3 luôn, sát cái đường Trường Chinh anh chị, băng qua cái khu đất của phi trường năm xưa mà bây giờ nó toàn là nhà cửa không á. Thì hôm qua hôm kia người ta đang tháo dỡ một cái cầu đi bộ, cầu vượt nối hai bên giữa con đường ở Hoàng Văn Thụ. Cho nên hôm nay em cũng muốn mời cô bác anh chị chúng ta về đó một chút, cập nhật vài cái hình ảnh ở bên cái dự án đang khởi công. Cái dự án đó thì có số vốn đầu tư là gần 4.500 tỷ,4.850 tỷ, đúng rồi. Dự án đó gần 5.000 tỷ đó. Ngay chỗ cái phi trường Tân Sơn Nhất ngày hôm nay thì nói chung là nó quá tải lắm, quá tải nhiều hướng, cho nên là người ta cũng đang còn mở rộng ra đường xá lăng cha cả, nó cũng thay đổi được nhiều. Rồi bây giờ thì em mời cô bác anh chị cùng với em chúng ta quẹo trái nha. Con đường này là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa này, quẹo phải thì chúng ta chạy về bến Trương Dương đó, quẹo trái thì chúng ta đi lên hướng phi trường trên cầu Công Lý. Và cái vị trí này thì bên trái thì còn được hai chiều, còn bên phải là chỉ có một chiều thôi. Rồi em quẹo lên đây. Nhân tiện thì cũng mời cô bác anh chị cập nhật một chút cái hình ảnh Sài Gòn mình buổi sáng. Khu vực này thì biệt thự nhiều lắm, bên trái em là con đường Tú Sương đó anh chị. Chỗ này cái hàng cây nó mát mẻ ghê. Chu Trang ngay chỗ này thấy ghê quá. Hàng cây nó mát mẻ lắm. Ngay chỗ này là dường như nó bỏ hoang á. Công ty đồ nó bỏ hoang nè anh chị, giờ chỗ nào cũng hoang hết. Hoang phế. Bên trái em là đường Tú Sương đó. Cái chỗ này là cái nhà văn hóa thiếu nhi, nhà thiếu nhi thành phố bên trái. Ngày xưa là cái phủ phó tổng thống. Ở đây thì biệt thự nhiều, khu vực quận 3 mà. Rồi, em cắt ngang cái con đường Võ Thị Sáu, Hiền Vương. Bên trái thì anh chị đi về công trường Dân Chủ, và bên kia là có viện Master rồi đó anh chị. Ở đây thì đường một chiều nha, chúng ta chỉ quẹo trái được thôi. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần rồi, cũng mời cô bác anh chị dạo phố một chút, những cái địa điểm quen thuộc của Sài Gòn. Ví dụ như đây là viện Master nè, có từ thời Pháp rồi, lâu lắm rồi.
Con đường em đang chạy đây là con đường Công Lý năm xưa, ngày hôm nay là năm kỳ khởi nghĩa. Bên trái là có cái bệnh viện y học cổ truyền, ngay chỗ cái góc con đường Trần Quốc Toản ngày hôm nay đó. Con đường Trần Quốc Toản này á, nó cắt ngang cái con đường Công Lý đó. Ngày xưa trước năm 75 á, thì cái mé bên trái á, nó không có đi được. Nó là một cái khu cơ quan rào chắn quân đội đó. Còn bây giờ thì nó thông đó. Con đường Trần Quốc Toản này ngày xưa là huyện Đình Chiểu này, nó chạy về từ cái chỗ chợ Tân Định nha anh chị đó. Và hướng này qua khỏi thì chúng ta lên cầu Công Lý. Bây giờ Sài Gòn mình đang cái giờ cao điểm đó anh chị ạ. Nó khá là đông xe, kẹt xe nhiều lắm. Đặc biệt là em thấy cái trên đường này có cái cầu Công Lý nó kẹt ghê lắm. Không biết là hôm nay có kẹt hay không. Con đường này là cái con đường sầm uất đắt đỏ, một trong những con đường sầm uất đắt đỏ bậc nhất của Sài Gòn. Và nó cũng có rất là nhiều cái tòa nhà văn phòng, những cái thương hiệu lớn người ta chấp nhận bỏ cái số tiền hàng trăm triệu để thuê mướn hoặc là mua những cái căn nhà ở đây. Đó, ngày hôm nay thì mặc dù Sài Gòn cái bất động sản nó đứng dữ lắm, nhưng mà thôi, hôm nay thì em chủ yếu muốn cập nhật cảnh quan phố xá buổi sáng những ngày cuối tuần và đi về hướng phi trường để anh chị cập nhật vài cái hình ảnh khu công trình đang xây dựng thôi. Bên trái của em, anh chị thấy cái dòng xe nó đã nối đuôi như thế rồi đó, rất là nhộn nhịp, rất là đông đúc, nhà cho thuê cũng đầy ha. Hôm nào em sẽ cập nhật cái tình hình nhà cửa cho thuê ở đây. Ở đây thì chúng ta đi ngang con đường Lý Chính Thắng đó, Yên Đỗ năm xưa. Trời trời, giờ kẹt xe mà sẽ có thương chạy à, thú thấy thương luôn, không biết chạy đâu hết. À, con đường Yên Độ bên phải của em chạy ra khu vực Hai Bà Trưng nè. Qua khỏi cầu Công Lý là chúng ta tới con đường Nguyễn Văn Trỗi ngày hôm nay, là con đường cách mạng 1 tháng 11 ngày xưa đó. Khu vực này là chúng ta có chùa Vĩnh Nghiêm và bên trái em là xóm Lách chạy ra kênh Du Lộc Thị Nghè. Những cái con hẻm trước năm 75 thì bên mé tay phải em ở đây có cư xá hàng không, hai cô bác anh chị còn hay gọi là cư xá Air Việt Nam đó. Bây giờ thì không có còn cái tên cư xá hàng không nữa. Nó là những con hẻm với những cái tòa nhà rất là đẹp, rất là đắt đỏ nên gì. Vẫn còn những cái nhà ngày xưa đẹp lắm. Cái mùa dịch em có đi vô đây một lần. Hôm nào thì chắc là cũng lại hẹn cô bác anh chị một dịp khác. Đó, ở đây là khu vực chùa Bình Nghiêm. Cả hai bên luôn nè. Xe cộ bên hướng đi về trung tâm lại thì rất là đông, hướng này hướng đi về phi trường. Ở đây thì chúng ta sẽ đi lên cầu Công Lý. Nhân tiện về phi trường thì cũng muốn ôn lại một chút kỷ niệm trên cái con đường thân quen này. Không có gì xa lạ hết, con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày hôm nay đối với lại Nguyễn Văn Trỗi. Đó, đây là cầu Công Lý nha. Đó, phía dưới là kênh Du Lộc Thị Nghè với con đường Hoàng Sa Trường Sa. Bộ phải thì anh chị đi về Thị Nghè và trái về Cống Bà Xếp.
À, qua bên kia là con đường huyện Văn Trỗi. Huyện Văn Trỗi này ở phía dưới chân cầu thì chúng ta có con đường Cao Thắng bên tay phải để quẹo về chợ Phú Nhuận. À. À, dòng xe đang nối đuôi nhau đi về phi trường. À, mùa này cô bác anh chị đi về Sài Gòn để thăm Sài Gòn hoặc là du lịch thì Sài Gòn trời nắng lắm, nắng nóng. À, chúng ta có thể về đây vài ngày thôi để đặt các cái điểm du lịch loanh quanh, đi du lịch Nha Trang, Vũng Tàu rồi đó, Mũi Né rồi. Bây giờ khách Trung Quốc chưa có ồ ạt đổ xô vào Việt Nam mình, cho nên là một số điểm mà khách Trung Quốc ngày xưa nhiều bây giờ nó cũng vắng bớt rồi. Tình hình chung thì khách quốc tế ế lắm, chính vì ế cho nên các cái khách sạn ở trung tâm á, bây giờ rao bán hoặc là chuyển đổi công năng hàng loạt. Nhiều khi đi thấy quá trời luôn anh chị, mà đôi khi cũng không có muốn quay luôn á, nó nhiều quá. Thấy ai cũng đăng bán cho thuê. Ở đây là con đường Huỳnh Văn Bánh đó, em dừng lại một chút ở đây. Huỳnh Văn Bánh tức là huyện Bình Đức, bên trái anh chị thấy có cái tòa biệt thự ngay góc không, tòa nhà cũ ngay góc, người ta sơn lại rồi, lợp ngói rồi lại rồi, nhưng mà cái kiến trúc thì nó vẫn như thế. Ở dưới là cho thuê bán nhà rồi tùm lum. À, bên phải thì anh chị chạy về Võ Duy Huy, Phú Nhuận, Phan Đình Phùng á. Còn ở bên tay trái thì chúng ta sẽ chạy về khu vực Cư Xá, Kiến Thiết. Em chạy ở đây một tí, thì người ta hay quẹo phải lắm, mặc dù ở đây không được quẹo nhưng người ta vẫn quẹo bình thường thôi. Cư Xá, Kiến Thiết, Lê Văn Sĩ rồi này, bên trái Lê Văn Sĩ là Trương Minh Dạng, Trương Minh Ký đó. Ở đây là con đường Cách Mạng tháng 11, Cách Mạng 1 tháng 11 năm xưa nè anh chị. Bây giờ thì nó là con đường Nguyễn Văn Trỗi. Đây là một trong những cái con đường mà lúc nào thấy nó cũng đông, xe cổ đường được đường được. Toàn là các cái văn phòng, công ty, thương hiệu, ngân hàng rồi này kia ở trên này. Đây là con đường Duy Tân ha, bên phải của em nè, có con đường nhỏ xíu à, tên là Duy Tân. Còn con đường Duy Tân năm xưa khu vực quận nhất ngày hôm nay đó là Phạm Ngọc Thạch đó anh chị. Đây có cái đền đạo Hồi, Hồi giáo được. Con đường này á là con đường Trần Huy Liệu, Phú Nhuận, ngày xưa nó là Trương Tấn Bửu của anh chị. Ở đây thì quận Phú Nhuận nha, thuộc phường 15 quận Phú Nhuận. Đường này nó là đường một chiều, chúng ta chỉ có quẹo trái thôi. Quẹo trái thì về Trần Quang Diệu, Lê Văn Sĩ, tức là Trương Minh Ký ngày xưa đó. Còn quẹo phải thì một chiều thì chúng ta không quẹo được. Bệnh viện Tâm Anh nè, bệnh viện Tâm Anh là nằm ngay con đường đi lên phi trường. Đây có cái tòa nhà đẹp quá, cái cổng này. Cứ chạy lang thang Sài Gòn như thế này có cái hình ảnh nào hay hay mời cô bác anh chị xem.
trung tâm văn hóa Phú Nhuận, kịch Phú Nhuận, sân khấu kịch Phú Nhuận bên phải của em. Ở đây thì chúng ta băng ngang con đường này là con đường em coi thì phải Trương Quốc Dung không? Nguyễn Đình Chính á, Nguyễn Đình Chính Phú Nhuận. Con đường Nguyễn Đình Chính này ngày xưa nó là Minh Mạng đó anh chị. Bên phải thì anh chị cũng đi một hồi ra đường Nguyễn Trọng Tuyển nhé, tức là Nguyễn Minh Chiếu năm xưa. Còn bên trái thì anh chị chạy Nguyễn Đình Chính này về Trương Quốc Dung luôn, vào cái chợ Trần Hữu Trang, ngày xưa là cái nghĩa địa phong thần đó. Hôm nay thì đi ngược nắng lại à. Xui chứ, đi xui chiều nắng chứ, cho nên là cái clip nó không có bị tối, màu sắc cũng rõ ràng. Ở đây chúng ta đi ngang cái đường rầy xe lửa đây anh chị. Đây có showroom của BMW này, do Thaco phân phối ngày hôm nay. Còn cái đường rầy này là chạy từ ga Sài Gòn về tới cầu Hang Trong, cầu Hang Ngoài luôn đó. Người ta hay cắt ngang ngay cái chỗ này lắm nè. Trời ơi, xe này ghê quá. Đó. Nhức đầu thiệt chứ. Học viện hàng không à, ở đây có cái học viện hàng không, rồi có các cái building rất là lớn, ngân hàng, còn là ngân hàng không, ngân hàng nó nằm ở đây. Đây mới là đường Trương Quốc Dung đây nè anh chị. Trương Quốc Dung ở chỗ cái này có cái chùa Đại Giác đó. Trương Quốc Dung này quẹo trái thì anh chị cũng đi về cái chợ Trần Hữu Trang, nghĩa địa phong thần ngày xưa luôn, rồi ra đường Lê Văn Sĩ, Trương Minh Ký, nó gần với lại Huỳnh Văn Bánh. Huỳnh Văn Bánh là huyện Huỳnh Đức năm xưa. Còn quẹo phải ở đây thì anh chị đi ra đường Hoàng Văn Thụ nha, tức là Võ Tánh, Gia Định đó, ngay chỗ cái gần với lại cái cổng của bộ tổng tham mưu ngày xưa. Gần hết con đường Nguyễn Văn Trỗi rồi. Cách mạng 1 tháng 11 em sẽ chạy về công viên Hoàng Văn Thụ ngày hôm nay. Còn đây là con đường Nguyễn Trọng Tuyển nè anh chị, Nguyễn Minh Chiếu á. Quẹo trái ngay cái chỗ này thì anh chị cắt ngang đường Phạm Văn Hai, tức là Thoại Ngọc Hầu, Tân Bình, rồi đi về Lăng Cha Cả luôn. Thời gian thay đổi, thời gian nó bào mòn hết tất cả những cái kỷ niệm, ký ức ở Sài Gòn. Bây giờ thì nó chỉ là trong trí nhớ thôi. Ở đôi khi trên đường đi cái bắt gặp một cái địa điểm nào đó, nhìn nó xưa xưa, cảm giác mình lại thấy mừng. Mừng vì biết đâu đó cô bác anh chị có thể nhìn lại một cái vị trí mà nó vẫn còn giữ nguyên, nó chưa có thay đổi, những cái kỷ niệm đẹp. Chứ còn mà theo thời gian thì cái gì cũng vậy, nó thay đổi hết hả anh chị, không còn lại gì. Rồi ở đây thì em sẽ mời cô bác anh chị đi lên ngã tư con đường Hoàng Văn Thụ và con đường Võ Tánh năm xưa, con đường Hoàng Văn Thụ và con đường Nguyễn Văn Trỗi chứ. Không biết cái hướng đi lên phi trường bây giờ có bị kẹt không, chứ thường thường chỗ này hay kẹt lắm. Và em cũng giới thiệu sơ sơ một chút cái dự án đường nối Trần Quốc Hoàng và Cộng Hòa Trường Chinh.
đi về hướng nhà ga T3 của phi trường Tân Sơn Nhất. Nó băng qua cái mảnh đất của phi trường năm xưa luôn, nhưng mà bây giờ chỗ đó là nhà không, mà có các con đường như Phan Trúc Diện nè, Thăng Long đó. Đó, ở đây thì em sẽ dừng lại một chút để cô bác anh chị nhìn cái vị trí cuối cùng nha. Cái chỗ này là giao với con đường Hoàng Văn Thụ nè. Hoàng Văn Thụ là Võ Tánh năm xưa đó. Thì bên tay trái đó, nó nằm góc bên trái anh chị đang thấy màn hình đó, thì đi về cái hướng của cái bệnh viện Dã Chiến 3 đó, đối diện với lại cái công viên. Còn đây là cái cổng của Bộ Tổng Tham Mưu góc này nè. Đó, và bây giờ là chỗ này thì là quân khu 7 đó. Cộng vào quân khu 7 rồi nhà thi đấu quân khu 7 ở đây. À, bọc theo cái quân khu 7 này thì chúng ta đi trên con đường Phổ Quang hay đi về cái nghĩa địa Bắc Việt ngày xưa, rồi đi ra luôn ngã ba Chú Ý đó. Còn nếu chúng ta đi thẳng con hướng bên trái này thì con đường Phan Thúc Duyện là đâm qua công viên Hoàng Văn Thụ, rồi con đường Trường Sơn chạy về hướng phi trường. À, một vài cái hình ảnh như vậy để cô bác anh chị dễ hình dung. Và bây giờ thì em chạy con đường Phan Thúc Duyện nha. Phan Thúc Duyện là chúng ta cắt ngang con đường Hoàng Văn Thụ, nơi có cái cắt ngang công viên Hoàng Văn Thụ, nơi có cái cầu vượt đó anh chị, cầu vượt đi bộ mà người ta tháo dỡ đó. Bên phải của em ở đây là cổng của Bộ Tổng Tham Mưu ngày xưa nè. Bây giờ là Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đó. Rồi em chạy chỗ này nhanh một chút nha. Cái đường này nó nhập nhằng xe quẹo trái quẹo phải, đi thẳng tùm lum á, nên là mình chạy chậm quá nó ảnh hưởng tới người ta. Đó, ở đây là cái hướng đường Phan Thúc Duyện nha. Khúc này là Phan Thúc Duyện, cái tên hơi khó đọc. Đọc nhiều cái miệng của mình nó bị méo. Phan Thúc Duyện. Bên phải thì anh chị quẹo hai nhánh, một nhánh là Phổ Quang, một nhánh là Trường Sơn, nó đi về phi trường. Còn bên trái đây là chúng ta chạy theo cái kiểu về đường Trần Quốc Hoàng. Và ở đây thì có cái cầu vượt, cầu đi bộ. Và ngày trước em hay đi bộ ở đây quay phim nè. Bây giờ thì người ta tháo rồi. Đó, bên trái là rào chắn tôn lại rồi nè anh chị. Con đường này là Phan Thúc Duyện. Đó, bên trái là rào chắn tôn lại nha. Cái cầu đi bộ đó nằm ở đây nè. Mấy chỗ cái... Đây người ta bán trà, bán nước đồ quá trời. Công viên Hoàng Văn Thụ. Đó, cái cầu đi bộ thì nó nằm ở đây. Đó, bây giờ thì nó có cái đường dây người ta nối để làm gì thôi, nước hay gì đó thôi. Còn mình đã tháo rồi, đập rồi. Đó, bên trái đây nè, người ta cũng rào lại rồi, đang đào hai cái trụ. Thì chỗ này á, nó sẽ là cái đường hầm, nó đi ngầm tới phía cuối đó. Chút xíu nữa tới phía cuối thì em sẽ mô tả sơ để có mấy anh chị. Nó xuất phát từ đây nó đi ngầm xuống dưới, nó băng qua đường Trần Quốc Hoàng ở phía trước. Tại vì cái đường Trần Quốc Hoàng đó là dòng xe đi từ phi trường đi về Lăng Cha Cả đó anh chị, thì nó sẽ băng hầm đi ngầm phía dưới, rồi đi ngầm phía dưới nó vào khu dân cư cũng trên đường Phan Thúc Duyện này luôn, rồi nó đi thẳng lên trên có cái cầu vượt, rồi nó lại đi ngầm xuống dưới và nó đi ra ngay cái chỗ đường Trường Chinh luôn. Nó thẳng này băng ngang đường Trường Chinh luôn. Thì trên cái đoạn đường băng thẳng này nó sẽ có những cái đường nhánh nối từ phi trường đi ra hoặc là đi vào đó, để giảm tải bớt cái dòng xe ở dọc đường Trường Sơn, Trần Quốc Hoàng, Lăng Cha Cả. Đó, em đứng ở đây một chút, có cô bán trái cây, bán nước đây nè, để cô bác anh chị hình dung được cái dự án này thì chúng ta sẽ thấy như thế này ha. Đó, cái này em
Em bật cái màn hình cho các anh chị xem này, thì cái chỗ em đang đứng là ở đây này, đó, đó đường Trần Quốc Hoàng, hầm chui nha, đó, cái hầm chui này, đó, đi thẳng qua là đi ngầm này, đi sang Thúc Duyện này, qua Thăng Long này, đó, rồi là đi bên trên này, đi bên trên là cái màu đỏ mà không có nét đứt đó, đó, rồi đường Cộng Hòa đi vô cũng được này, đường Cộng Hòa đi vô này, rồi đi tới đây này là cái khu vực nhà ga T3 này, cầu vượt trước nhà ga T3 này. Đó, thì đi ra tới cái đường Trường Chinh, Cộng Hòa nối với Trường Chinh ở đây. Đó, thì cái mô tả của cái dự án này nó vậy, nó là 4.850 tỷ này. Giải cứu. Giải cứu sân bay Tân Sơn Nhất là 4.850 tỷ đó anh chị. Đó. Rồi, một chút xíu như vậy để cô bác anh chị hình dung. Đó. Rồi, em chạy lên trên qua khỏi cô bán dừa này. Đó, thì ở đây thì người ta đang đập bỏ. Bên tay phải em đây là cái cột. À, cột hai cái trụ. Bên tay trái em ở đây cũng vậy nè nha. Đó. Trụ. Rồi. Đập cái cầu vượt ở đây rồi, à, sẵn tiện thì cập nhật luôn để cô bác anh chị biết cái tình hình ở đây. Còn bây giờ thì em chạy tới đây, ngay vị trí này là đường Trần Quốc Hoàng với lại Phan Thúc Duyện, nó là cái ngã tư. Nhưng mà cái ngã tư này chúng ta không có băng ngang được, tại vì người ta có cái giải phân cách rồi. Chúng ta chỉ băng vào đường Phan Thúc Duyện bên kia khi mà chúng ta đi trên đường Trần Quốc Hoàng thôi. Đó, đây nó có cái bạn này cấm quẹo phải và đi thẳng. Đó. Thì cái hầm chui nó sẽ nằm ở đây, nó đi thẳng qua bên kia. Đó, đường Phan Thúc Duyện, à, em đứng ở đây, các anh chị thấy à, diện mạo ngày hôm nay. À, còn dòng xe đang đi từ bên phải đi xuống là dòng xe của từ phi trường. Thì phi trường đi về anh chị. Đó, rồi bây giờ thì ở đây em sẽ phải quẹo bên tay trái thôi, đi xuống hướng Lăng Cha Cả đó anh chị. Xe đông quá chứ, quá trời xe luôn. Ở đây thì nó lộn xộn lắm anh chị, nó cứ qua lại tùm lum hết trơn à. Hướng này là em đi về Lăng Cha Cả đây. Lăng Cha Cả ngày hôm nay thì cũng đổi thay khác lắm. Con đường phía trước Lăng Cha Cả đây, bên phải là Cộng Hòa, bên trái là Phan Văn Thụ, tức là Võ Tánh ngày xưa, đi về hướng của ngã tư Phú Nhuận. Phía trên ngày hôm nay là có cái cầu vượt như thế này. Đó, anh chị thấy không, cái cầu vượt như thế này. Đó, cầu vượt nè, ngay chỗ Lăng Cha Cả đây ha. Bây giờ thì mở rộng cái mé bên tay phải của em. Hôm trước thì em có đi, em quay một lần ở đây rồi. Mở rộng cái mé bên phải này. Đó, cái hành lang nó rộng hơn, cái con đường thì nó rộng hơn, rồi trải nhựa lên. Nói chung chỗ này bây giờ nhìn thông thoáng lắm. Nó không có cái kiểu nút thắt cổ chai như ngày trước nữa. Ngày trước chỗ này nó kẹt khủng khiếp luôn. Bây giờ thì đỡ rất là nhiều. Đó. Thì em sẽ đi một vòng Lăng Cha Cả, quẹo xuống con đường Hoàng Văn Thụ nha. À, ngay ở đây giờ rộng rãi quá anh chị nè. Tất nhiên Lăng Cha Cả thì đã không còn dấu tích từ lâu. Bây giờ nhìn không thấy giống chỗ nào hết. Nó chỉ là một cái quả địa cầu chính giữa như thế thôi. Anh chị thấy không? Xe ở đây đông quá, chạy tùm lum mệt quá. À, đường Hoàng Văn Thụ, Võ Tánh năm xưa, anh chị sẽ đi về ngã tư Bại Hiền. À, còn góc này là đường
Lê Văn Sĩ, Trương Minh Ký đã đi về hướng của cầu Trương Minh Dạng ngày xưa đó. Bây giờ là cầu Lê Văn Sĩ, còn em quẹo hướng này chúng ta sẽ đi con đường Hoàng Văn Thụ, Võ Tánh, hướng đi về ngã tư Phú Nhuận. Trong cái buổi sáng ngày hôm nay, xe cộ sáng nào cũng đông. Đây có đường Bùi Thị Xuân, Tân Định, Tân Bình. Có dòng xe rất là đông đó anh chị. Đi ngược ngược nắng một cái là nhìn nó tối thui liền. Xe quân sự chở hai cái bồn gì mà to to màu rắn đó. Ở đây là khu vực bệnh viện dã chiến 3 ngày xưa nè anh chị. À, ngày hôm nay nó là cái phòng truyền thống kháng chiến Nam Bộ gì đó. Ở đây chúng ta đi ngang con đường Thoại Ngọc Hầu năm xưa. Ngày hôm nay nó là Phạm Văn Hai. Bộ phải thì anh chị đi về ngã ba ông Tạ đó. Đó, bây giờ anh chị thấy không? Trời ơi, nó đông xe lắm. Đó, đi thẳng thì anh chị về ngã tư Phú Nhuận nha, về phải thì chúng ta lại đi đường Nguyễn Văn Trỗi, cách mạng 1 tháng 11 ngày xưa đó, đi về trung tâm. Còn ở đây quẹo trái thì chúng ta sẽ đi lên phi trường. À, chắc là em tạm dừng các clip ở đây. À, một đoạn đi từ đường Công Lý năm xưa, vừa để ôn lại kỷ niệm, vừa để cập nhật tình hình Sài Gòn với những cái nút giao, với những cái dự án bắt đầu khởi công, không biết chừng nào nó hoàn thành. Rồi, kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an, sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Hướng này thì bên phải chúng ta sẽ đi Phổ Quang, đi về Lăng, đi về ngã ba Chú Ý đó. Còn bên trái thì chúng ta đi thẳng về phi trường. Bên trái ở đây chúng ta đi thẳng về phi trường. Để em xem nào, phi trường nè, đó. Mấy ngày cuối tuần xe cộ đông đúc nối đuôi nhau nè anh chị, không? Nó nối đuôi nhau à, đông nghẹt nè. Rồi, kẹt xe tùm lum hết. Đó, hướng đi lên phi trường nên gì. Phan Đình Giót ha. Phan Đình Giót rồi mới chạy về Trường Sơn. Wow. Rồi, em xin tạm dừng các clip. Hẹn gặp lại cô bác anh chị. Bye bye.